الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثيل له ولا شريك له في ملكه ولا تدبيره ولا خلقه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وكثر به من بعد القلة وأغنى به بعد الفقيرة اللهم صل وسلم وبارك على نبيه وحبيبه وعلى أصحابه أجمعين وبعد Thân hữu Muslimin thân mến, có một cái hadith được ghi lại từ Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, và cái hadith này nó mang một cái ý nghĩa như thế này. Thì cái hadith này do hai người đến gặp một vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì hai người này mới hỏi, một người tên là Abu Qatada, người kia tên là Abu Dahma, đến gặp một người dân ở vùng nông thôn, thì mới hỏi: anh có từng nghe được thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala nói một cái hadith nào hay không? Thì cái người sahaba đó mới nói: có, tôi có nghe được thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala nói một cái hadith: inna ka lan tada'a shay'an lillah azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khayrun laka min. Và ý nghĩa của cái hadith này, Nabi Sallam nói: quả thật rằng anh quyết bỏ một cái điều gì đó vì Allah subhanahu wa ta'ala, chắc chắn rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bù đắp lại cho anh một cái điều khác tốt hơn cái thứ mà anh đã bỏ đi. Thì cái hadith này nó có giá trị rất là lớn. Nếu nói ra thì tất cả những người Muslimin chúng ta nghe nó và có người tin, chắc chắn là chúng ta sẽ tin. Nhưng cái niềm tin nó không thể thể hiện bằng cái lời nói, mà nó phải chứng minh bằng cái hành động. Nếu chúng ta chỉ nói chúng ta đã tin vào Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói về cái điều đó, bởi đó là chân lý, bởi đó là sự thật, mà chúng ta không chịu làm theo, không chịu bỏ đi những gì mà chúng ta đáng bỏ đó, thì niềm tin iman chúng ta chắc chắn rằng nó vẫn chưa có đủ và vẫn còn thiếu. Tại vì chúng ta chưa có đủ để chúng ta bỏ đi những cái điều đó vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì trong cái bài khuất bả ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đi đến những câu chuyện. Đây là những câu chuyện nó xảy ra trong thời quá khứ, và nó xảy ra trong thời của chúng ta, và nó đang xảy ra với những người đang còn sống trong chúng ta. Thì chúng ta sẽ nghe những câu chuyện đó làm bài học cho bản thân mình, chứ không phải là những câu chuyện nghe để cho vui, nghe thấy hay rồi chúng ta về nhà để một bên. Không, những câu chuyện chúng ta nghe nó để chúng ta thấy đó mà chúng ta làm gương. Tại vì họ là những người đã tin thật sự. Ai tin những gì Allah hứa thì Ngài chắc chắn Ngài sẽ thực hiện những gì Ngài đã hứa. Ai đã tin vào những gì Allah đã hứa thì chắc chắn rằng Ngài sẽ đáp lại những gì Ngài đã hứa. Chỉ chúng ta không tin thật sự những gì Ngài đã hứa, cho nên chúng ta đã không làm theo những gì mà chúng ta đã nghe. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã không cho chúng ta tội nguyện được những gì mà Ngài đã hứa với chúng ta. Thì trong cái quyển sách Az-Zailu ala Tabaqatil Hanabila của học giả chuyên hadith Ibn Rajab Al-Hanabila, ông ta đã ghi về cái tiểu sơ lược về cái tiểu sử của một vị imam, một vị thẩm phán. Và trong đó ông ta đã kể về câu chuyện của chính cái người học giả này, của chính cái người thẩm phán này kể lại mình đã trôi qua trong cuộc đời của mình. Thì cái người thẩm phán đó tên là Abu Bakr Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad al-Bazzar al-Ansari, một người alim nổi tiếng của lịch sử Islam của chúng ta. Ông ta kể: vào thời gian trước đây, lúc tôi còn sống ở Makkah, và một ngày nọ tôi bị rơi vào một cơn đói, đói cực kỳ, và tôi tìm bất cứ gì để mà ăn cho đỡ đói thì không có cái gì cả. Thì tôi mới lội ra ngoài, rời khỏi nhà mình để tìm cái gì đó ăn.
ông ta đói đây tìm cái gì ăn, nhưng mà ông ta không có tiền để mua. Thì tôi đã lội ra khỏi nhà mình tìm cái gì đó ăn, thì tôi không thấy cái gì ăn cả, tức là không có thấy cái gì để mà mua hay là có thể tiền mua đó. Thì ông ta đã, thì tôi đã thấy được một cái gối vải được gói bằng cái tơ lụa, thì tôi mới lượm cái gói vải đó về nhà. Thì tôi mới mở gói vải đó ra, thì tôi thấy bên trong có một cái gói vải cũng bằng cái tơ lụa khác, gói đẹp và kỹ hơn ở bên ngoài. Và tôi mở tiếp thì tôi thấy một sợi dây chuyền bằng ngọc trai rất tinh xảo, rất là đẹp. Mà tôi chưa từng thấy cái sợi dây chuyền nào mà nó đẹp, mà nó công phu và nó tinh xảo như sợi dây chuyền đó trong đời của tôi bao giờ. Thì tôi mới để một bên, thì tôi đi ra ngoài tiếp tìm cái gì đó ăn. Thì tôi mới thấy, chưa thấy cái gì ăn cả, thì tôi nghe được một tiếng văng vẳng của một ông lão. Thì cái việc này nó đang xảy ra tại Mecca, xảy ra tại cái masjid của Allah subhanahu wa ta'ala ở Mecca. Thì tôi mới nghe một cái tiếng gọi của ông lão hô to, và trên tay ông ta cầm một cái bọc vải khác. Ông ta nói: ai tìm cho tôi được và trả lại cho tôi một cái bọc vải bằng lụa, trong đó có sợi dây chuyền bằng ngọc trai, tôi sẽ trả ơn người đó 500 dinar. Tôi sẽ trả ơn người đó 500 dinar. Chúng ta có biết 500 dinar nó bao nhiêu vàng không? 500 dinar nó tương đương với 56,7 cây vàng. 500 dinar tương đương với 56,7 cây vàng, một giá trị rất là lớn, một số vàng rất là lớn. Thì ông Cam Abu Bakr này mới nói: mình là người đang rất cần tiền ngay lúc này, thì bây giờ đây là mình lấy cái số tiền 500 dinar đó của ông lão rồi mình trả lại ông ta cái sợi dây chuyền mình lượm khi nãy. Thì lúc này ông mới nói: này ông lão, hãy theo tôi. Thì tôi mới dắt ông lão về nhà, và tôi hỏi ông ta về chi tiết được cái món đồ ông ta đã mất, về cái hình dạng bên ngoài và cái sợi dây chuyền nó đến bao nhiêu viên ngọc trai trên đó. Thì ông ta đã kể đúng chi tiết những gì tôi đã nhìn thấy trên cái gói đồ đó và cái sợi dây chuyền đó. Thì tôi đã trả ông lão lại cái gói đồ đó. Thì ông lão đã hứa như lời mình đã hứa, đã đưa lại cho tôi một bọc tiền 500 dinar. Thì tôi đã không lấy. Thì ông lão đã mới nài nỉ nhiều hơn. Thì tôi nói: này bác, đúng ra đó là cháu phải là người trả lợi cho bác, tại vì đây là bổn phận của cháu phải làm, tại đây là đồ của bác đã bị mất, cháu không có được quyền lấy bất cứ gì cái sự đền ơn cả. Nhưng ông lão quyết không chịu, cố gắng nài nỉ tôi lấy cái số vàng đó. Ông ta muốn bù đắp cho tôi và muốn trả công cho tôi và trả ơn cho tôi. Nhưng mà tôi sau đó tôi cự tuyệt, tôi mới thề, tôi cháu xin thề với Allah chứng giám, cháu sẽ không bao giờ lấy bất cứ phần thưởng nào ngoại trừ đó phần thưởng của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì nghe lời cử tuyệt của tôi quá, thì ông lão đã bỏ đi. Thì xong mùa hành hương hách, ông lão đã về. Thì một thời gian sau khi tôi ở Mecca, tôi có công việc tôi phải rời khỏi Mecca. Thì tôi đã lên trên một cái chuyến tàu, và chuyến tàu đã đi ra biển. Thì đang trên đường đi thì gặp một cái cơn gió rất là lớn, nó đã đập bể chiếc tàu, làm cho chiếc tàu tan nát. Tất cả những người trên tàu và hành lý họ chở theo đều nhấn chìm trong bờ biển. Riêng tôi alhamdulillah được Allah subhanahu wa ta'ala cho ôm được một cái miếng vỏ của tàu, và tôi đã được bình an trên cái miếng vàng đó. Và tôi đã trôi dạt trên bờ biển đó không biết bao lâu, và tôi không biết mình đang trôi về đâu, cho đến khi tôi bị tấp vào một cái hòn đảo. Và trên cái hòn đảo đó toàn là những người không biết chữ. Họ không biết chữ và không biết viết. Họ là người Muslim nhưng không biết chữ và không biết viết. Thì tôi đã vào một cái masjid, trong những cái masjid trên cái đảo đó. Thì tôi ngồi đọc thi kinh Quran. Thì họ nghe được tôi đọc Quran thì họ mới súng lại. Họ nói: anh biết đọc Quran à, hãy dạy tôi Quran đi, và hãy dạy tôi Quran đi. Tất cả mọi người đều muốn. Và tôi đã dạy cho họ Quran, và họ đã trả ơn lại cho tôi một khoản tiền rất là lớn. Và tôi đã sống trên đó một thời gian, và tôi đã gặp được cái những mảnh giấy mà họ đã viết Quran bỏ rơi dụng trong masjid. Và tôi đã cặp và cầm lên đọc. Thì họ nói: anh biết viết nữa à? Thì tôi nói là tôi biết. Thì mọi người nói: hãy dạy cho tôi chữ viết luôn đi. Thì họ mới dắt con cháu của mình đến để cho tôi dạy họ chữ viết. Và họ đã trả công cho tôi bằng một số tiền lớn khác nữa. Thì tôi đã sống trên một thời gian làm cho họ quý mến. Thì lúc này họ muốn giữ chân tôi lại trên đảo cùng với họ. Thì họ mới kéo đến gặp tôi. Họ nói: chúng tôi ở trên đảo có một bé gái. Thì nói bé gái là tại vì họ là những người lớn tuổi cho nên gọi nó một bé gái. Chẳng qua đúng ra đó là một thiếu nữ đã trưởng thành rồi. Chúng tôi trên đảo có một bé gái, nó mồ côi cha. Chúng tôi nhưng mà nó có một khoản tiền, nó có một khoản tài sản riêng của nó.
chúng tôi muốn gả nó cho cậu để cậu ở đây cùng với chúng tôi. Chúng tôi muốn ở cậu đây gì chúng tôi. Thì tôi đã không đồng ý. Tôi muốn rời khỏi cái đạo đó, nhưng mà họ nài nỉ và họ thuyết phục và họ quyết tâm phải làm sao cho tôi cưới cái người con gái đó. Thì họ đã tổ chức một cái tiệc và họ dắt cái người phụ nữ đó cùng với những người thân người phụ nữ đó, như con gái đó đến để cho tôi gặp mặt. Ngay khi tôi gặp mặt cái người con gái đó, cái điều làm cho tôi thu hút cái người con gái đó, đó là sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Tôi đấy làm ngạc nhiên. Tôi mới nói là mình, đó chẳng phải là sợi dây chuyền mà mình đã lụm ở mặt cá trước đây hay sao? Chính là sợi dây chuyền đó mình đã lụm ở trước đây ở trên mặt cá. Thì lúc này tôi cứ ngắm nhìn chằm chằm vào cái sợi dây chuyền đó, thì làm cho mọi người xung quanh mới nói này Sheikh, ông đã làm cho đứa cái bé gái này nó hổ thẹn mất chết. Tại sao nó ông không nhìn mà ông cứ nhìn mãi cái sợi dây chuyền của nó? Thì lúc này tôi mới nói cho mọi người, giữa tôi với sợi dây chuyền nó có một câu chuyện, và tôi đã kể câu chuyện đó cho mọi người nghe. Khi nghe được xong câu chuyện của tôi thì tất cả mọi người trong masjid họ đều hô la Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, và cái lời hô vang tất biệt và lời tahlil đó lan khắp cả cái hòn đảo của họ. Tất cả mọi người đều hô la như thế. Tôi ngạc nhiên, tôi nói điều gì, mọi người bị cái gì vậy? Thì mọi người mới nói cái ông lão mà cậu đã gặp rồi đó chính là cha của đứa bé này nè. Sau khi ông ta trở về từ mặt cá, ông ta đã luôn miệng khen. Ông ta nói xin thề với Allah, trên đời này tôi chưa từng gặp một người Muslim nào tốt bằng cái người thanh niên mà tôi đã gặp ở mặt cá đã trả tôi sợi dây chuyền. Và ông ta lúc còn sống, ông ta luôn cầu xin, ông ta luôn cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, lại Allah, vì tôi khẩn cầu Ngài hãy cho bề tôi tao ngộ được với chàng thanh niên đó, để bề tôi gả con gái mình cho cậu ta. Thì đây chẳng phải điều đó đang xảy ra hay sao? Ai bỏ điều gì đó vì Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hứa rằng Ngài sẽ bù đắp lại một cái gác tốt hơn. Chẳng phải là Allah subhanahu wa ta'ala đã bù đắp cho cậu ta hay sao? Chưa hết, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây đó. Sau khi tôi chung sống với người phụ nữ đó thì Allah subhanahu wa ta'ala ban cho tôi hai đứa con trai từ cái người vợ đó. Thì sau thời gian chung sống thì người vợ tôi qua đời trước, thì tôi hưởng thừa kế sợi dây chuyền đó cùng với hai đứa con của mình. Và một thời gian ngắn sau đó thì con trai, hai đứa con trai của tôi lần lượt qua đời sau mẹ nó. Thì lúc này tôi là người duy nhất hưởng được cái sợi dây chuyền đó. Và tôi đem sợi dây chuyền đó bán bằng 100.000 dinar. Bằng 100.000 dinar. Thì 100.000 dinar đó nó tương đương với khoảng 11.333 cây vàng. Tôi đã bán cái sợi dây chuyền đó bằng 100.000 dinar, bằng khoản tiền, bằng khoản vàng chúng ta vừa nghe nè. Và tôi đã tiêu xài cho đến ngày hôm nay thì thời gian rất lâu rồi. Thì tất cả những gì mọi người nhìn thấy là cái phần tài sản còn thừa lại mà tôi hưởng được từ vợ tôi, từ cái công dây chuyền đó. Nếu như cái người đàn ông này chiếm đoạt cái cọng dây chuyền ngọc trai đó ngay từ khi gặp ở Mặt Cá, thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ không có được một cái kết hậu hĩnh như vậy đâu. Đằng này cậu ta bỏ vì Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bù lại cho cậu ta chính cọng dây chuyền đó, và cho thêm cậu ta một người vợ, và ban cho cậu ta biết bao nhiêu điều khác. Ai bỏ một điều gì đó vì Allah subhanahu wa ta'ala một cách thật lòng, thật lòng vì Allah, không vì ông A, không vì ông B, không vì một người nào đó, không vì một điều gì đó, mà chỉ vì Allah. Allah hứa rằng Ngài sẽ bù đắp lại cho người đó cái điều tốt hơn điều người đó đã bỏ. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'a su", là cái hành động lương thiện giúp người, làm tốt với người mà chúng ta không cần họ cảm ơn ấy. Chúng ta chỉ cần Allah Ta'ala thôi. Thì Nabi Sallam nói cái điều đó nó sẽ bảo vệ con người tránh được những cái tai nạn bất ngờ. Những cái tai nạn bất ngờ như là bị xe đụng, hay là bị bệnh tai biến, hay là những căn bệnh nguy hiểm nó xảy ra một cách bất chợt, chúng ta không kịp phòng bị, hay là chúng ta bị bất ngờ, thì cái việc làm lương thiện giúp người đó nó sẽ được Allah Subhanahu Ta'ala bảo vệ người đó tránh khỏi những cái tai nạn, những cái nạn bất ngờ đó. Đó là một trong hàng triệu những người alim ulama thời trước chúng ta, họ đã sống như thế, và họ đã có những cái bản tính sợ Allah subhanahu wa ta'ala như thế, và họ thật lòng với Allah subhanahu wa ta'ala đã hứa, cho nên họ đáng được Allah subhanahu wa ta'ala bù đắp cho họ những gì mà Ngài đã hứa với họ.
Thì một câu chuyện khác, nó không xảy ra thời xa xôi như thế, mà nó xảy ra thời gần chúng ta nha. Đang xảy ra thời gần chích cách chúng ta đây một thời gian ngắn này mà thôi. Đó là một Sheikh Alim, ông ta kể, ông ta tên là Abu Ali Abbud al-Usayri. Thì những người nào biết nghe tiếng Rập chắc có lẽ biết được cái người Alim này. Ông ta hiện vẫn còn đang sống, là một người đại vì Allah subhanahu wa ta'ala. Ông ta đã kể câu chuyện mà chính mình là người chứng kiến đó, chính mình là người trực tiếp biết được cái câu chuyện đó, không qua trung gian bất cứ một ai. Và sẽ kể, có một người tôi không quen biết người đó đã điện thoại lại cho tôi, xưng tên là Ahmad, và nói rằng có chuyện muốn gặp tôi. Và tôi đã gặp cái người thanh niên đó. Cái người thanh niên Ahmad đó kể cho tôi nghe, nói: thưa sư, tôi có một người anh em bà con chú bác là mới chết đây cách đây vài hôm, tôi muốn sẽ nghe cái câu chuyện về nó, và tôi có một cái nghi vấn tôi muốn hỏi sư, cho nên tôi mới điện thoại và tìm được sư thế này. Thì sư cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì nói cậu hãy kể tôi nghe. Thì cái người thanh niên nó kể là cách đây vài hôm, cái người anh em bà con chú bác của tôi đó trở về từ trường đại học về nhà, và đi trên xe với ba người thanh niên bạn bè của cậu ta. Thì cậu ta đang lái xe bỗng xảy ra cái tai nạn, nhưng cái tai nạn đó rất là đơn giản, chỉ là cọ quẹt nhẹ thôi, không đáng để cho là tai nạn. Nhưng cậu ta đã trong cái sự va chạm nhẹ đó, cậu ta đã đập đầu mình vào một cái góc nào trong cái xe, thì làm cho cậu ta ngất bất tỉnh, ngất xỉu. Trong khi những người bạn cuối cùng xe cậu ta thì bình thường, không có bị gì hết, tất cả đều bình thường. Thì mọi người mới điện kêu cứu thương đến, và mọi đưa cậu ta lên xe cứu thương. Thì lúc này cậu ta chìm trong cái sự xỉu. Thì đang trên đường chạy đến nhà thương thì bỗng Abdurrahman tức là cái người xỉu đó, bỗng mở mắt ra nhìn chúng tôi, và cậu ta nói: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sheikh, nó đã nói như thế 4 lần, nó lặp lại câu Shahada đến 4 lần, và sau đó nó tắt liệm và nó đã tắt thở. Thì cái người Sheikh này mới cắt ngang lời mà nói: thì xin chúc mừng cho cái người đó và diễn phúc thai cho cái người đó. Bởi vì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói, hadith do Abu Dawud ghi lại, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ai mà lời nói cuối cùng trên đời này của y là câu la ilaha illallah là xem như y đã được vào thiên đàng. Mà cái người này nói được 4 lần. Thì cái người thanh niên tên Ahmad nó chưa đâu sư. Cái này là mới có bắt đầu thôi, chưa đâu, câu chuyện nó còn dài phía sau lắm. Thì chúng tôi đã cùng với gia đình, tôi đã cùng với gia đình của nó đi đến bệnh viện và nhận xác nó về chôn. Thì ngay trong lúc tắm, tôi là người tham gia tắm cho nó trong lúc tắm, thì tôi xin thề với Allah Ta'ala chứng giám, cái gương mặt của nó tựa như là ánh hào quang đang chiếu, và trên miệng của nó mỉm cười, tựa như nó đang còn sống chứ không phải là nó chết. Nó mỉm cười và gương mặt nó rất là sáng, tựa như ánh hào quang đang chiếu. Thì tôi đã chôn cất nó xong, thì 3 ngày sau đó tôi không thể nào quên được cái hình ảnh mà Abdurrahman nó cười trong lúc tôi đang tắm đó. Thì cái điều này thúc đẩy tôi đi đến nhà của nó, và tôi gặp mẹ nó, yêu cầu muốn được mẹ nó cho tôi lấy cái điện thoại của nó. Thì mẹ nó đã đưa cho tôi cái điện thoại của nó, thì tôi tìm điện thoại, tôi đã tìm hết tất cả trong điện thoại, tôi thấy được cái tin nhắn. Thì tin nhắn đó là do sếp nhắn cho nó. Tin nhắn đó là do sếp nhắn cho nó. Thì lúc này cái Abu Ali, tức là các người Da'i đó, mới nói: tôi à, nói đúng về sếp là người nhắn tin cho nó. Thì lúc này câu chuyện trở về lại sếp Abu Ali, ông ta là người tiếp tục cái câu chuyện đó. Thì ông ta sẽ kể về các nguyên nhân có cái tin nhắn đó. Thì trước đây một thời gian tôi đã nói chuyện một cuộc thuyết giảng trước là thanh niên. Sau khi nói chuyện xong thì có một thanh niên đã đến gặp tôi và khóc rất nhiều lần, khóc rất là thảm. Và cậu ta nói: sếp, tôi muốn xin sếp số điện thoại. Thì tôi đã đưa cho cậu ta số điện thoại. Tối đêm đó cậu ta đã nhắn tin nhắn lại cho tôi, mới nói: thưa sếp, kể từ khi tôi quay trở về nhà, tôi đã gom hết tất cả những cái điều haram mà tôi đã từng xài, từng chơi trước đây đó. Tôi lấy hết tất cả gì mà haram trước đây, tôi đã nhét vô trong bọc và tôi ném vào trong thùng rác. Và tôi nguyện với lòng mình quyết tâm trở về sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala. Tôi xin thề, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, tựa như tôi đã trút bỏ khỏi cái lòng ngực của mình hàng trăm cái ngọn núi trên cơ thể của mình. Tôi rất là thoải mái. Thì Sheikh
mới nhắn tin trở lại. Sheikh mới nói vì cầu xin Allah ban cho cậu về cái niềm vui mà cậu đã cảm thấy, và tôi rất mừng về cái niềm vui mà cậu đã báo cho tôi, và cầu xin Allah sám hối cho cậu, chấp nhận cái lời sám hối của cậu, và khẩn cầu Ngài kiên định cho cậu như thế cho đến Ngài trở về gặp Ngài, và cậu và cầu xin Ngài biến cậu thành người hạnh phúc nhất trong đám nô lệ của Ngài. Đó là lời nhắn mà tôi đã nhắn lại cho Abdurrahman. Thì Abdurrahman lập tức điện cho tôi và hẹn gặp tôi, muốn gặp tôi vào để có một cuộc nói chuyện riêng. Thì tôi đã cho vợ cậu ta ngày hôm sau, đó là ngày chủ mắt, sau giờ solat chủ mắt chúng tôi cùng nhau ăn cơm và cùng nhau nói chuyện. Thì sau khi chúng tôi gặp nhau ăn cơm xong, thì tôi cùng với Abdurrahman hai người tản bộ, và tôi để tôi lắng nghe Abdurrahman nó có cái tâm tư nguyện vọng gì muốn nói cho nghe. Thì Abdurrahman mới nói này Sheikh, tôi là người sau khi tốt nghiệp 12 xong, tốt nghiệp phổ thông xong á, cái số điểm tôi tốt nghiệp rất là lớn, tôi đủ điểm để vào tiếp tục trường đại học, nhưng tôi không thể vào được. Sheikh có biết nguyên nhân tại sao không? Tại vì cha tôi chết sớm, tôi còn mẹ và anh cha và các em nhỏ, tôi là người lớn nhất, cho nên tôi cần phải đi làm để mà kiếm tiền nuôi mẹ và các em, cho nên tôi không thể rời khỏi nhà, cho nên tôi gắng gán tìm cái việc làm nó xung quanh cái khu vực tôi đã ở, xung quanh cái thành phố tôi đang ở. Thì cuối cùng tôi tìm được cái việc làm, đó là giao thức ăn cho người ta, giao thức ăn cho một cái nhà hàng, nhưng mà nhà hàng đó là nhà hàng buôn bán bằng công nghệ, nhận cái hóa đơn bằng cái điện thoại chứ không phải là điện thoại hay là bằng những cái tin nhắn của internet trên gì trên mạng. Và công việc của tôi đó chỉ có 1.700 riyal hàng tháng thôi, thì tương đương khoảng 10 triệu tiền chúng ta. Thì với số tiền ít ỏi đó đó, nhưng mà Allah Sala ban cho barakat, tôi đủ chi tiêu cho mẹ tôi và các em của tôi, cuối tháng họ đang chờ đợi cái số tiền, và gia đình tôi sống vào cái số tiền 1.700 riyal đó. Nhưng cái điều khó là ngày ngày tôi phải đi rời khỏi nhà, và tôi phải đáp ứng cái yêu cầu của khách bất cứ giờ nào, không phân biệt là giờ giữa khuya hay là thời tiết lạnh lẽo hay là nắng nóng. Và tôi phải đi kỳ khi rất là xa, và đi như thế rất là nhiều, và tôi rất là mệt mỏi, đôi khi tôi chán muốn bỏ không làm tiếp tục nữa, rất là mệt. Nhưng mà tôi nhớ lại mẹ và em của mình cần cái số tiền đó, cho nên tôi tiếp tục làm cái để mà kiếm tiền. Nhưng chưa đó chưa xong, tôi là một thanh niên mà sẽ còn mới là trưởng mới có lớn, một thanh niên mới lớn ở tuổi đôi mươi, vừa tốt nghiệp phổ thông, mới 18-19 tuổi, rất có ham muốn và rất có yêu thích cuộc sống, thấy cuộc tất cả trước mặt mình đều toàn là màu hồng. Thì trong lúc tôi làm việc đó, tôi có quen biết những cái mối quan hệ, những người phụ nữ đã điện lại liên hệ với tôi, và họ đã từng mời những nhà tôi vào nhà trong lúc trong nhà không có ai, và đã dự tiệc tùng, và tôi như thế đã chìm trong những cái mối quan hệ bất chính đó thưa sư. Nhưng nay tôi đã trở về, tôi nguyện hạ quyết tâm trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng cái công việc đó tôi đứng hai sự lựa chọn. Thứ nhất, tôi sẽ tiếp tục công việc đó và tiếp tục cái mối quan hệ mà tôi đã quan hệ với họ, như thế nó sẽ ảnh hưởng đến tôn giáo của tôi. Và hai, tôi phải bỏ đi công ăn việc làm đó vì cái tôn giáo của tôi. Nhưng mẹ và các em tôi phải sống như thế nào? Tôi giờ băn khoăn không biết phải làm sao giữa công việc và tôn giáo. Subhanallah. Đây là điều hầu như chúng ta đều đối diện như vậy. Khi chúng ta đối diện với công việc tiền và làm việc và với hành đạo ngày đêm 5 lần của Salah, thì chúng ta sẽ lần lựa chọn cuối cùng, chúng ta có một cái kết quả mà mỗi người tự lựa chọn. Tại sao Allah chúng ta là muốn cho cái điều đó, thì chúng ta hãy nghe đây, tại sao Allah Subhanahu wa ta'ala muốn cái điều đó. ليميزالله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Cái nguyên nhân mà Allah Ta'ala muốn cho chúng ta cái sự lựa chọn đó, để chi? Để Allah Subhanahu wa Ta'ala tất biệt đâu là những người ngoan đạo, đâu là những điều tốt lành, và đâu là những điều ô uế bẩn thỉu bất tuân chống đối Allah Subhanahu wa Ta'ala, để rồi như thế nào? Ngài sẽ gom hết tất cả những cái điều dơ bẩn tội lỗi đó thành là một đống, và Ngài ném chúng vào trong quả ngục của Ngài vào ngày Kiyamah. Đó là những kẻ thất bại ở ngày sau. Allah tách biệt đâu là người ngoan đạo, đâu là người hư đốn, đứng trước cái lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì lúc này Sheikh nói với Abdurrahman một câu một duy nhất, nói này Abdurrahman, cậu hãy là người thua thiệt ở trần gian, rồi Allah sẽ bù đắp cho cậu cái khác, chứ đừng có để là người bị thiếu bổn phận với tôn giáo.
Nếu như cái công việc nào đó mà nó khiến cậu phải lơ là bổn phận với hành đạo Allah Subhanahu wa ta'ala thì hãy bỏ đi cái công việc đó. Allah sẽ bù lại cho cậu cái khác. Đó là lời khuyên của Sheikh nói với Abdurrahman. Thì Abdurrahman ở đây inshallah, thì lúc này tôi thấy được con đường đi rồi. Thì Ahmad lúc này mới chen vào mà nói thưa Sheikh, lời nói của Sheikh là đúng. Lời sẽ nói của Sheikh rất là đúng. Thì Abdurrahman đã gặp Sheikh vào ngày thứ 6, thì qua ngày hôm sau thứ 7 nó đã đi đến cái nhà hàng và rút lại cái đơn tất cả hồ sơ của nó và quyết không làm ở đó nữa. Và nó lấy hồ sơ của nó nộp vào trường đại học Khalid. Và nó đã được nhận học và nó được học ở trường đó. Thì chỉ 2 tháng sau đó thôi, 2 tháng sau khi mà nó bỏ cái việc làm đó đó, nó được một cái tờ giấy bổ nhiệm, một bức thư bổ nhiệm của ai? Một bức thư bổ nhiệm của Bộ Nội vụ Tài trợ Tuyên truyền và Hướng dẫn Islam. Wazaratul Awqaf đã gì? Đã gửi xuống một bức thư bổ nhiệm nó làm người Mu'adhdhin ở masjid gần nhà của nó với tiền lương hàng tháng 1.700 riyal. Được làm masjid tại nhà với tiền lương 1.700 riyal cộng thêm 1.000 riyal nó được nhà trường hỗ trợ cho nó hàng tháng, thì nó được 2.700 riyal. Allah đã bù đắp lại cho người đó chưa? Allah đã bù đắp lại cho người đó chưa? Nhưng cái điều đó không quan trọng. Quan trọng đó là cậu ta đã chết nói được câu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4 lần. Đó là cái điều mà tất cả những người Mujahideen, những người Shahid, những người mà hy sinh bản thân mình ra xa trường á, họ muốn cuộc đời của mình kết thúc bằng câu La ilaha illallah. Và tất cả những người ngoan đạo, những người hư đốn và những người Muslim trên thế giới, họ cố công hành đạo suốt cuộc đời của mình, mong rằng, ước ao rằng, khát khao rằng cuối cuộc đời của mình trước khi rời khỏi trần gian này là câu La ilaha illallah. Đó là điều tất cả mấy người mà alim, những người ulama, những người salih, những người kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, họ khát khao cái điều đó. Đó là điều mà người Muslimin đang chờ đợi và khao khát. Thêm một chàng thanh niên khác, thì xin mời chúng ta tiếp tục về một chàng thanh niên khác cũng đang sống trong thời của chúng ta, không phải là người sống xưa nay gì đã thì đã dơ vào lịch sử mà vẫn còn đang sống. Thì một chàng thanh niên đã từng là một người ăn chơi trác táng nhưng nay trở thành một người tốt và trở là một người đứng đắn biết kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, kể về câu chuyện mình đã xảy ra cho mình. Cậu ta kể: lúc tôi còn là một thanh niên ăn chơi trác táng, không có một cái gì mà gọi là chơi mà tôi không lại cái gì dúng tay vào, cờ bạc, rượu chè, gái gú, xì ke, ma túy, hút chích, tôi đều tham gia. Thậm chí tôi quan hệ tình dục không phải với nữ không, mà tôi quan hệ tình dục đồng tính với cả nam giới. Tôi không từ bất cứ cái điều gì mà ăn chơi cả. Trong xóm của tôi có một cái ngôi, có một cái tòa, một cái biệt thự rất là lớn, có một vị thương gia rất là giàu có. Cái tiền của ông ta đó chỉ có Allah mới biết là ông ta có chính xác là bao nhiêu tiền, giàu cực kỳ và rất là giàu. Ông ta có đứa con gái 20 tuổi, rất đẹp, đi chiếc xe là siêu sang. Thì ngày ngày cô ta rời khỏi nhà mình bằng chiếc siêu xe đó. Thì chúng tôi, những người thanh niên như tôi đó, đi trên chiếc xe cà tàng của tôi. Khi mỗi lần để ý cô ta ra khỏi nhà thì chúng tôi bắt đầu lên xe chạy theo. Thì đến khi cái ngã tư mà đèn xanh đèn đỏ thì thường thường là cô ta bị kẹt đèn xanh và đứng lại đó. Thì chúng tôi chạy qua bên để mà chọc ghẹo cô ta, mà ngày nào cũng vậy hết. Đó là việc làm của tôi hàng ngày, ngoài ăn chơi thì chúng tôi chỉ biết đi quậy phá và chọc ghẹo người ta. Cho đến một ngày tôi không ra khỏi nhà, tôi ngồi lại nhà mình và tôi nói: đi đến bao giờ? Thêm bao lâu nữa mình mới trở về đây? Mình muốn mình chìm sâu trong tội lỗi như thế nào nữa đây? Còn điều gì nữa mà mình chưa chơi? Còn điều gì nữa mà mình chưa đụng? Mình muốn xa rời Allah subhanahu wa ta'ala thêm thời gian như thế nào nữa? Thì ngay lúc đó tôi đứng dậy quyết định: ngày hôm nay đây mình phải xa về do Allah ta'ala, quyết định từ bỏ tất cả ăn chơi, quyết định tất cả. Thì tôi đã đi tìm liền những người thanh niên mà những người ngoan đạo đồng chân lưới của tôi trong xóm của tôi, đi đến tìm họ để mà nghe được họ giảng, họ hướng dẫn tôi, và tôi đã nghe được lời thuyết giảng của imam, thì làm cho lòng tôi nhẹ nhõm, một cái sự nhẹ nhõm mà chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết nó như thế nào. Tôi chưa từng có cảm giác tương tự như thế. Thì một tuần trôi qua, người thân của tôi điện lại kêu tôi hãy đến
cái nơi của họ, họ tổ chức một cuộc thì thuyết giảng, có một sứ alim lớn lại giảng thuyết cho nghe, sau đó ăn uống và sau đó mọi người đi về. Thì tôi nhận lời và chuẩn bị đi. Thì trên đường mà tôi lái xe đi ra khỏi xứ thì bắt buộc tôi phải đi ngang cái tòa lâu, cái ngôi biệt thự mà tôi, cái tòa biệt thự đó. Thì khi tôi đi ngang cửa của biệt thự thì tôi theo cái thói quen, tôi dừng lại và tôi nhìn vào bên trong. Đó là thói quen. Thì lúc này cái người con gái 20 tuổi của ông chủ biệt thự đó, vị tiểu thơ đó, ăn mặc rất là gì, rất là quyến rũ. Mặc quần đùi và tóc xõa, và cô ta đã mời gọi tôi vào. Không phải mời tôi vào để mà nói chuyện, để mà xin số điện thoại, không. Cô ta nói: anh hãy vào đây cùng em mà hưởng thụ. Thì lúc này tôi mới nói với lòng mình: tin hay là không tin, đi hay là không đi. Mình mới vừa trở về với Los Angeles mới một tuần mà bây giờ cô ta lại rủ mình. Bây giờ mình sao? Thì lúc này dục vọng nó đã chiến thắng, ham muốn của tôi nó đã chiến thắng. Tôi quyết dừng xe lại để mà đi vào với cái người con gái. Thì khi tôi dừng xe lại, nhưng mà cái lúc hồi nãy trước khi rời khỏi nhà, tôi đã mở Quran lên tôi nghe. Thì lúc tôi dừng xe lại, tôi vừa định mở cửa bước xuống, thì cũng ngay là lúc tôi nghe được câu kinh của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Thì cái câu kinh đó Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với nghĩa: há rằng thiên hạ cứ tưởng rằng khi y đã nói tôi đã tin Allah rồi thì họ sẽ được bình an, không bị Allah thử thách tiếp tục hay sao? Họ cứ tưởng rằng mình nói mình là người Muslim rồi thì họ sẽ không phải trải qua sóng gió nào hay sao? Thì lúc đó dường như là một cái thông điệp Allah Salam muốn gửi cho tôi: cho dù anh là ai, anh là người alim, anh là người để râu rất là dài, anh mặc quần lên khỏi mắt cá, anh biết sợ Allah, anh ngày đêm cùng với những người alim ulama đọc Quran ở masjid, anh đừng có tưởng rằng anh sẽ không bị Allah Subhanahu wa Ta'ala thử thách anh. Ngài sẽ thử thách anh cho đến khi nào Allah Subhanahu wa Ta'ala hài lòng về cái người đó. Thì khi tôi nghe được cái câu kinh đó thì lúc này niềm tin iman trong tôi nó trỗi dậy. Thì tôi quyết định không đi, đi không xuống xe, và tôi lấy xe đi luôn, đi đến cái nơi tôi muốn đến. Và tại đó tôi tìm được những cái cảm giác rất là thoải mái trong lòng mình mà tôi chưa cảm giác như thế. Và sau này cái người con gái đó kể lại cho tôi nghe về cái tâm trạng mà cô ta đã xảy ra trong đó. Cô ta nói: cái tên đó là ai vậy? Nó là một cơ nghèo hèn chứ mà, tại sao nó lại dám không nghe lời của mình, trong khi mình là một người đẹp giàu có như thế này mà nó không chịu đến với mình? Chắc có lẽ một cái gì đó bí mật. Thì cô ta từ đó đã luôn tìm cách để muốn liên hệ với tôi, để tìm xem nguyên nhân gì mà tôi không chịu đến với cô ta. Thì cô ta đã tìm những người bạn tôi để mà xin số điện thoại, nhưng tôi đã quyết định trở về do đó nên tôi đã bỏ luôn cái số điện thoại cũ của mình, tôi thay đổi số điện thoại mới, cho nên cô ta không gặp được tôi. Cho đến khi cô ta quen được người em gái của tôi và hai người trở nên thân hơn, thì lúc này cô ta mới năn nỉ em gái, thuyết phục em gái tôi để mà muốn nói chuyện với tôi bằng điện thoại, chỉ cần một phút là đủ rồi. Và em gái tôi nhận lời và thuyết phục tôi. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng em gái tôi nói nhiều và nói riết, thì tôi nói được rồi, hãy điện cho anh vào cái giờ này, giờ này. Thì cô ta đã điện lại cho tôi. Thì tôi đã nói, cô ta nói: tôi không muốn có mối quan hệ gì với anh cả, và tôi không muốn làm bạn với anh, nhưng tôi muốn biết một điều thôi, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi và muốn biết về cái điều đó thôi, là cái nguyên nhân gì làm cho anh không chịu đi vào nhà của tôi vào cái ngày hôm đó. Tôi biết cái nguyên nhân đó. Thì tôi đã kể cho cô ta nghe về cái nguyên nhân đó, và tôi đã đọc cho cô ta nghe về cái câu kinh mà tôi đã nghe được bằng cái giọng đọc truyền cảm, và tôi đã nghe được trong Quran. Thì sau khi nghe được thì cô ta đã khóc rất nhiều trong Quran, trong điện thoại, khóc rất nhiều. Và sau khi kiềm chế được cơn khóc thì cô ta mới nói: tôi xin thề với Allah và tôi xin về hứa với anh, từ ngày hôm nay tôi sẽ trở về với Allah, tôi sẽ trở thành người tốt, tôi sẽ trở về với Allah. Và cậu và cô bé đó đã thật sự trở về. Bẵng đi một thời gian dài, khoảng vài ba tháng sau đó, hay là gian dài hơn đó, thì tôi nghe điện thoại reo, tôi bắt lên thì cái tiếng nói bên kia là của người con gái đó. Người con gái đó nói: tôi đã cảm ơn anh đó, đã
đã giúp cho tôi trở về với Allah subhanahu wa ta'ala, và tôi tìm thấy được cái hạnh phúc mà không bao giờ tìm thấy được cái hạnh phúc như thế. Subhanallah, một người con gái giàu có, tuổi tuổi ăn chơi, đi xe siêu sang, tiền xài như nước, sống như thế nào là tiền muốn, nhưng vẫn không cảm thấy được hạnh phúc, cho đến khi nào trở về với Allah subhanahu wa ta'ala mới có cảm giác là hạnh phúc như thế. Thì tôi cảm ơn anh, và tôi nói, tôi hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lấy bất cứ ai hết trơn làm chồng ngoại trừ anh. Tôi muốn anh cưới tôi. Thì lúc này chàng thanh niên mới nói, cô nói thật hay nói chơi, tôi là người nghèo, tiền cưới tôi không có, tôi không có công ăn việc làm gì đàng hoàng, tôi cũng không có nhà cửa gì một cách gì đàng hoàng, mà làm sao tôi dám nghĩ đến cưới một người con gái tiểu thơ giàu sang như cô thế. Thì người con gái nói, anh đừng có lo gì hết, cuộc sống trần gian để em lo, còn chuyện ngày sau em sẽ nhờ anh gì hướng dẫn, inshallah. Và em xin thề với Allah chứng giám sẽ không đồng ý lấy bất cứ một ai cả ngoại trừ lấy anh làm chồng. Anh hãy đến nhà em đi, kêu gia đình đến đi vào ngày này. Thì lúc này tôi tắt điện thoại, thì tôi cảm thấy lúc này nửa tin và nửa không tin, và nửa mừng và nửa vui, không biết là thật hay là giả, và không biết phải như thế nào. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đi. Tôi với cha tôi hai người đã đi đến cái biệt thự đó. Khi tôi bước đến cửa, và cửa tôi đi vào thì được mời vào, thì cái tôi đi vào trong, thì lúc này tôi khóc hai hàng lệ. Cha tôi mới nói, con trai, ngày hôm nay ngày vui mà tại sao con khóc? Thì chúng ta nghe tại sao con khóc. Thì tôi mới nói, cha, cũng cái đôi chân này nè, cách đây vài tháng, cũng tại chỗ này, nó đã khiến con và nó sắp kéo con đi vào con đường haram mà Allah subhanahu wa ta'ala giận dữ. Chẳng phải ngay giờ đây, cũng đôi chân này, cũng tại chỗ này, cũng ngôi nhà này, con đường đường chinh chính đi vào cưới một người con gái đẹp giàu có làm vợ, đi đúng theo đường lối của Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam. Và cái người thanh niên đó thật sự trở thành cái ngôi chủ nhân của ngôi biệt thự đó, sống trong sự giàu có và đi xe siêu sang, và trở thành một người alim, trở thành người da'i cho Allah subhanahu wa ta'ala. Ai bỏ một điều gì đó vì Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài hứa và Ngài hứa cho là một thứ khác tốt hơn thứ chúng ta đã bỏ. Ai bỏ một cái điều gì đó vì Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hứa rằng Ngài sẽ bù đắp lại một thứ khác tốt hơn những gì chúng ta đã bỏ. Chẳng phải rằng cậu thanh niên này muốn người con gái đó hay sao? Trước đây là một thứ mối quan hệ zina, nhưng bây giờ là đường đường chính chính là người chủ của một ngôi nhà, vợ lại là một người con gái giàu và đẹp, đi xe siêu sang, một ước mơ mà tất cả mọi người đều muốn. Chẳng phải rằng cậu ta đã bỏ đi những điều mà Allah subhanahu wa ta'ala đã cấm, đến được những gì Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng, thì đó là cái nguyên nhân mà Allah subhanahu wa ta'ala hứa trong thiên kinh Quran. Câu kinh này chúng ta nghe rất là nhiều và rất là nhiều và nhiều, không thể nào nhiều hơn nữa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haythu la yahtasib. Và ai kính sợ Allah thì người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala cho y một lối thoát và ban bố cho y tiền bạc một cách không ngờ tới. Nhưng phải có điều kiện của nó kìa. Có điều kiện của nó, muốn được giàu, muốn được thoải mái, muốn được và muốn được, thì trước tiên chúng ta phải đáp ứng một cái điều kiện mà Allah Ta'ala bắt buộc, đó là kính sợ Ngài. Đó là điều kiện duy nhất mà Allah Ta'ala hứa rằng Ngài sẽ cho tất cả. Ai đáp ứng được cái điều kiện đó thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ cho chúng ta. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'adzim. Và ai hỡi những người có đức tin, một lời gọi nơi Allah Subhanahu wa ta'ala, hỡi những người có đức tin, nếu như các ngươi thật sự kính sợ Allah, nếu như các ngươi thật sự là những người kính sợ Allah, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi nhận biết được một cái tiêu chuẩn phân biệt đúng sai và chân lý và lầm lạc, và Ngài sẽ kéo các ngươi ra khỏi những cái tội lỗi mà các ngươi đã phạm, và Ngài tha thứ cho các ngươi, bởi vì Ngài là đấng có bao vô vàn thiên ân của Ngài. Đó là lời hứa nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Chắc chắn rằng chúng ta tin đây là thật, chắc chắn rằng tất cả những người Muslim nghe được điều này tin đó là thật. Nhưng cái sự tin không thể tin bằng cái lời nói chúng ta nói tôi đã tin. Chưa đủ, chưa chấp nhận,
phải thêm cái hành động khi chúng ta đối diện những cái điều mà Allah Ta'ala bảo làm với những điều Allah Ta'ala cấm làm. Khi nào chúng ta kéo mình rời khỏi những điều Allah Ta'ala cấm mà trở về là Allah Ta'ala hài lòng thì chúng ta mới là người thật sự kính sợ Allah Subhanahu Ta'ala. Nếu như chúng ta nói tôi sợ Allah mà tôi làm những điều Allah Ta'ala giận dữ thì đó chúng ta chưa thật sự là người biết kính sợ Allah Subhanahu Ta'ala. Hỏi thanh thiếu niên, hỏi những người ngày đêm chìm trong ăn chơi và trụy lạc, hỏi những người mà xa rời Allah Subhanahu Ta'ala, hỏi những người chưa biết message của Allah ngoại trừ ngày thứ sáu, hỏi những người chưa từng thấy được cái nơi gì mình quỳ lại ngoại trừ đó là ngày thứ sáu và không hành lễ ngoại trừ đó là ngày thứ sáu, bao lâu nữa các anh mới quay trở về với Allah? Chẳng lẽ bấy nhiêu tội lỗi mà đã phạm, bấy nhiêu thời gian đã xa rời Allah Subhanahu Ta'ala vẫn chưa đủ để chúng ta quay trở về với ngài hay sao? Trong khi ngài đã chuẩn bị một cái thiên đàng, trong khi ngài đã chuẩn bị một cái thiên đàng ban thưởng cho những người nào muốn đến với nó, và bên cạnh đó ngài cũng chuẩn bị một cái hỏa ngục sẵn sàng trừng phạt những người nào chống đối ngài. Đó là con đường mà chúng ta muốn cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala, khẩn cầu Allah Subhanahu wa ta'ala đấng trên tất cả, đấng có quyền trong tay sở hữu tất cả, đấng muốn làm bất cứ gì ngài muốn, và ngài là đấng rất mực khoan dung và độ lượng, đấng sẵn sàng tha thứ tất cả tội lỗi của những ai đã phạm, cho dù đó là tội như thế nào và bao lớn và bao lâu, chỉ cần người đó quay trở lại thì ngài sẵn sàng tha thứ. Hỏi Allah, ngài nghe hết tất cả những gì bề tôi nói, những gì bề tôi nghĩ, cầu xin ngài hướng dẫn bề tôi cùng tất cả những người Muslimin, tất cả những người Muslimin trên toàn thế giới bỏ hết tất cả những gì mà làm ngài giận dữ. Hỏi Allah, và cầu xin ngài hãy kiên trì bề tôi đến với chân lý của ngài, và hãy cho bề tôi cùng tất cả những Muslimin được kiên định như thế cho đến ngài trở về gặp ngài. Hỏi Allah, và cầu xin ngài hãy hướng dẫn con tim của bề tôi, và hãy ban cho bề tôi thấy được chân lý mà ngài đã ban cho tất cả những người trước đây. Hỏi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa na wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin fi sabilika fi kulli makan ya rabbil alamin ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna ya muqallibal qulub, sabbitna ala dinika wa ta'atika يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك حتى أن نلقاك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.